Vị, hồi cuối tuần qua, tại Ấn Độ đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khi hai đoàn tàu chở khách va chạm với tàu chở hàng ở bang Odisha, khiến hơn 1.000 người thương vong. Đây được đánh giá là vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất của thế giới trong 20 năm qua và của Ấn Độ trong thế kỷ hiện tại. Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đường sắt như rất quen thuộc tại Ấn Độ, đó là do lỗi trong hệ thống điện tử kiểm soát đường ray. Theo các số liệu thống kê, hầu hết các vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ đều do lỗi của con người hoặc thiết bị phát tín hiệu lỗi thời. Đủ ngành đường sắt ở quốc gia Nam Á này là một trong những tuyến vận tải nhộn nhịp nhất thế giới với hơn 14.000 chuyến tàu mỗi ngày. Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnav thông báo vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại huyện Balasore, bang Odisha xảy ra do thay đổi trong hệ thống khóa liên động điện tử. Đây là hệ thống tín hiệu phức tạp hướng dẫn đoàn tàu đi vào đường ray trống tại nơi có hai đường ray gặp nhau. Sự thay đổi trong khóa liên động điện tử đã gây ra tai nạn này. Ai đã làm điều đó và lý do là gì sẽ được biết sau khi điều tra. Trước đó, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy đoàn tàu chở khách Coromandel Express chạy từ thành phố Chennai đến Kolkata đã đi vào một đường ray phụ, thường được dùng làm nơi dừng của các đoàn tàu với vận tốc 128 km/h và đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang đậu ở đó. Đoàn tàu hàng đang chở quặng sắt và không bị trật đường ray sau khi bị tông. Tuy nhiên, vụ va chạm khiến đầu máy và 4 trên 5 toa của Coromandel Express lao khỏi đường ray, bị lật và tông vào hai toa cuối của đoàn tàu chở khách Yashwantpur Express đang chạy ngược hướng với vận tốc 126 km/h ở đường ray chính số 2. Theo điều tra ban đầu, người lái tàu Coromandel Express khẳng định ông đã điều chỉnh tốc độ trong giới hạn và không bỏ sót tín hiệu nào. Do đó, các chuyên gia suy đoán nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến tai nạn bao gồm việc ai đó đào qua khu vực dây cáp của hệ thống điện tử và gây ảnh hưởng hoặc chập điện. Cuộc điều tra sẽ làm rõ ai đã làm sai và nguyên nhân như thế nào, liệu có sự thông đồng với quản lý nhà ga hay không, hoặc cũng có một khả năng xa vời là đã có một sự phá hoại nào đó. Tôi không nghĩ đó là trường hợp, nhưng không thể loại trừ khả năng đó. Tôi muốn làm rõ một điều ở đây, rằng khóa liên động của hệ thống báo hiệu không an toàn, thông thường sẽ không có khả năng trục trặc. Nếu có trục trặc thì nó sẽ tự động chuyển sang chế độ an toàn. Không thể nào tuyến đường được đặt trên đường vòng trong khi bạn đưa tín hiệu ra đường ray chính, chuyện này là không thể. Thủ tướng Narendra Modi trong chuyến thị sát hiện trường và gặp gỡ đội cứu hộ người bị thương đã tuyên bố những người sai phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hiện chiến dịch cứu nạn tại hiện trường đã hoàn tất và số người thiệt mạng đã được điều chỉnh giảm từ 288 xuống còn ít nhất 275 người vì có một số thi thể được đếm hai lần. Gần 1.200 người bị thương, trong đó hơn 900 người đã xuất viện trong khi 260 người còn đang được điều trị, một người trong tình trạng nguy kịch. Dịch vụ giao thông đường sắt đã được khôi phục hai chiều tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, vụ việc đã khơi dậy cuộc tranh luận gay gắt về việc thiếu các thiết bị phòng ngừa tai nạn trên các chuyến tàu đông kín người, khi những trục trặc trong quá trình vận hành không phải là điều hiếm xảy ra tại Ấn Độ. Số liệu thống kê chính thức cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2021, khoảng 20.000 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường sắt, với nguyên nhân chủ yếu là va chạm, trật đường ray. Theo báo cáo năm 2022 của Tổng Kiểm toán và Kiểm toán Ấn Độ, trật đường ray là nguyên nhân gây ra 69% số các vụ tai nạn đường sắt. Đường ray bị lỗi bảo trì kém và thiết bị phát tín hiệu cũ kết hợp với lỗi vận hành của con người cũng đã gây ra nhiều vụ trật đường ray. Đường sắt Ấn Độ là mạng lưới đường sắt lớn thứ tư trên thế giới. Với một hệ thống đường ray rộng khắp, dài khoảng 64.000 km, việc vận chuyển hơn 21 triệu lượt hành khách mỗi ngày khiến mạng lưới của đường sắt quốc gia đông dân nhất thế giới này phải chịu áp lực rất lớn. Sức ép từ nhu cầu đi lại của người dân lớn tới mức hệ thống đường sắt Ấn Độ trong nhiều năm qua được cho là khó có thể tạm ngừng hoạt động để thực hiện các cải tiến. Tuy nhiên, thảm kịch đường sắt vừa qua một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn cũng như sự cấp thiết cần phải cải thiện mạng lưới đường sắt ngay lập tức. Ấn Độ sở hữu một trong những hệ thống đường sắt lớn nhất thế giới được phát triển từ thế kỷ 19. Ngày nay, ước tính hệ thống đường ray của Ấn Độ chẳng chỉ khắp đất nước như các mao mạch, đủ dài để quấn quanh trái đất một vòng rưỡi. Sự an toàn của hành khách đi xe lửa đã được Ấn Độ cẩn trọng xem xét trong những năm gần đây. Năm 2012, một ủy ban đã được thành lập để xem xét mức độ an toàn của mạng lưới đường sắt. Họ miêu tả một bức tranh ảm đạm về hoạt động không hiệu quả do cơ sở hạ tầng và nguồn lực hạn chế của Ấn Độ.
Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã chi hàng chục tỷ đô la Mỹ để cải tạo và hiện đại hóa đường sắt. Trong các năm 2019-2020, chính phủ của ông Modi từng tự hào vì thành tích 2 năm liên tiếp không có người thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe lửa. Trước đó, tai nạn đường sắt thường xuyên xảy ra ở nước này. Thế nhưng truyền thông phương Tây nhận định, vụ tai nạn mới nhất đã làm sứt mẻ tạm thời nỗ lực của ông Modi nhằm hiện đại hóa hạ tầng đã xuống cấp từ lâu của Ấn Độ, khi ông đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2024. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thứ 2 của chương trình nhân cư của Liên Hợp Quốc UN Habitat đã khai mạc tại thủ đô Nairobi của Kenya. Hội nghị sẽ bàn thảo các giải pháp, các giải quyết các vấn đề như là thiếu nhà ở và những thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Hội nghị Nairobi sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên chính: nhà ở, khí hậu, khủng hoảng đô thị, nội địa hóa, các mục tiêu và nền kinh tế đô thị. Chương trình nghị sự đô thị mới được thông qua tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về nhà ở và phát triển đô thị bền vững ở Ecuador vào năm 2016, tìm cách sử dụng một cách tiếp cận chuyển đổi để đạt được đô thị hóa bền vững. Phiên họp thứ 2 của UN Habitat diễn ra vào thời điểm nhiều quốc gia đang phát triển vẫn đang phải vật lộn để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, một lời kêu gọi hành động nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng đến năm 2030, tất cả mọi người đều được hưởng hòa bình và thịnh vượng. Nhiều người và địa điểm đang bị bỏ lại phía sau khi tác động lan tỏa của dịch bệnh, xung đột chiến tranh, biến đổi khí hậu và nhiều nguyên nhân khác đe dọa các cộng đồng. Tình trạng thiếu nhà ở là một trong nhiều thách thức mà các cộng đồng sống ở khu vực thành thị đang phải vật lộn. Tình trạng thiếu nhà ở đô thị của châu Phi đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc cho biết nếu không có các khoản đầu tư đáng kể và can thiệp chính sách, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới. Đạo luật giảm lạm phát IRA của Mỹ dành 430 tỷ đô la Mỹ trợ cấp thuế cho hoạt động giảm khí thải, thúc đẩy sản xuất nội địa. Việc này khiến các nước châu Âu, nhất là Pháp và Đức, lo ngại các dòng đầu tư xanh sẽ đổ về Mỹ, gây tổn hại tới môi trường đầu tư ở châu Âu. Chính vì vậy, Pháp ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư đến phát triển các dự án siêu nhà máy sản xuất pin cho xe ô tô điện với kỳ vọng không chỉ giúp Pháp mà cả châu Âu tăng khả năng tự chủ sản xuất, đủ sức cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc, tạo cơ chế cho các nhà đầu tư dễ dàng tuyển dụng và sa thải nhân viên, cắt giảm thuế doanh nghiệp, nhất là giảm thuế sản xuất dựa trên quy mô của các nhà máy là những chính sách được Tổng thống Pháp thay đổi để thu hút các nhà sản xuất pin ô tô điện trên khắp thế giới đến khu công nghiệp nặng phía Bắc nước Pháp đầu tư. Theo chân hàng loạt nhà đầu tư của Hàn Quốc, Trung Quốc tháng 5 vừa qua, tập đoàn sản xuất pin xe điện hàng đầu của Đài Loan, Trung Quốc đã quyết định mở nhà máy sản xuất pin ở khu vực này. Đây là một trong 4 dự án siêu nhà máy mà Pháp kỳ vọng sẽ thay đổi vùng đất nghèo có truyền thống khai thác than đá thành trung tâm sản xuất pin ô tô điện, đồng thời tạo việc làm và đưa Pháp đi đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng của châu Âu. Chính phủ Pháp cho biết nước này đang mời hãng xe điện Tesla và BYD của Trung Quốc đến Pháp đầu tư. Sự thay đổi chính sách hỗ trợ các nhà sản xuất pin ô tô điện khi đến Pháp hoạt động đã giúp nước Pháp dần bắt kịp cuộc đua với Đức trong thu hút các nhà đầu tư với lĩnh vực sản xuất pin ô tô điện. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA cho biết ngành du lịch hàng không toàn cầu đã phục hồi tốt sau tác động của đại dịch COVID-19 và tổng lưu lượng hành khách hàng không trong tháng 4 đã tăng trở lại hơn 90% so với cùng kỳ năm 2019. Dữ liệu được công bố tại Đại hội đồng thường niên lần thứ 79 của IATA được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ tạo ra tổng doanh thu 803 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, tăng 9,7% so với năm trước. IATA cũng dự kiến sẽ có khoảng 4,35 tỷ hành khách đi lại vào năm 2023, gần với mức 4,54 tỷ vào năm 2019. Doanh thu chuyến bay chở khách và hàng hóa được dự đoán lần lượt đạt 546 tỷ và 142,3 tỷ đô la Mỹ. Dữ liệu được công bố cũng chỉ ra sự phục hồi nhanh chóng của ngành ở khu vực châu Á Thái Bình Dương với hiệu suất của thị trường hàng không Trung Quốc được kỳ vọng cao. Chiếc khẩu trang đã từng là vật bất ly thân của nhiều người trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành. Nhưng giờ đây khi đại dịch đã kết thúc, nhiều thanh niên Nhật Bản lại phải làm quen với một việc tưởng như vô cùng đơn giản, đó là cười. Nhiều người thậm chí đã lựa chọn tham gia các lớp học nụ cười, lớp học dạy mọi người cách vận động và thư giãn các cơ mặt để có một nụ cười đẹp. Tại một lớp học nụ cười của Học viện Nghệ thuật Tokyo, hơn 10 sinh viên đang tập cười trước gương. Được thành lập từ năm 2018, công ty giáo dục nụ cười Egaoku cung cấp các khóa học trực tuyến và trực tiếp về cách thể hiện nụ cười hoàn hảo. Kể từ khi chính phủ Nhật Bản hạ cấp mức độ nguy hiểm của COVID-19 xuống ngang mức cúm mùa, lượng học viên theo lớp học này tăng vọt. Hiện công ty có khoảng 3.000 khách hàng trên khắp Tokyo.
phương pháp kỹ thuật cười theo phong cách Hollywood đã được công ty đăng ký bản quyền, bao gồm các phân loại nụ cười mặt trăng lưỡi liềm, nụ cười má lúm và nụ cười hoàn hảo, định hình khuôn miệng để lộ ra đúng 8 chiếc răng. Các sinh viên tham gia lớp học có thể đánh giá nụ cười thông qua một phần mềm nhận diện khuôn mặt đặc biệt chấm điểm nụ cười trên thang 100. Từ 80 điểm trở lên, bạn được đánh giá là có một nụ cười đẹp. Công ty Egaku đã chứng kiến nhu cầu đăng ký học tăng hơn gấp 4 lần so với năm ngoái. Hầu hết là các công ty mua khóa đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng thân thiện hơn. Một khóa học tập cười này có chi phí 7.700 yên một giờ, tức khoảng 1,3 triệu Việt Nam đồng.